之前这么累，帮累到这么大，可以单独跟另外刚刚多大的一个。家父家公当家，家公当，父家公当当的当兄弟。năm nay con 37 tuổi, con vào Tân Tiến, tỉnh Đức Linh, à con ở con xã à, Tân Huyện Đức Linh, tỉnh Phú Thọ. Rồi, con nói to to đến chậm chậm một chút còn con. Dạ, trước hết là con cảm ơn Chúa đã đưa gia đình con và cộng đoàn đến với cha. Sau đó là con xin Chúa rất nhiều ba thánh. Thôi, được. Con chia sẻ cho mọi người. Dạ, để ba cảm ơn ơn cha đã chăm sóc chúng con là những kẻ tội lỗi, vì Chúa đã ban cho chúng con bao nhiêu hồng ân mà con mù quáng con không biết. Thế mà đặc ơn là ơn đặc biệt gần nhất đây là cháu con đây là năm cháu con là Đào Thu Tiết. Thế mà cháu con là năm 84 là cháu con mới được 4 tuổi là cháu con đi kinh tế, và trong này thì khi đến Đà Nẵng là mẹ là cháu mất, là cháu đó của cô mẹ, sau là ở được cái bố cháu là 7 năm nữa, thì sau khi 7 năm đấy thì bố cháu lấy vợ hai, thế là ở với bố cháu được 7 năm nữa là bố cháu này mất. Sau đó là thế là cháu với Nam Bạc Kỳ Hồ thì con đã không biết rằng thì là cháu còn ở đâu, mà cháu con cũng không biết con. Thế thì tự nhiên là con đến cái lòng Chúa, Chúa thì con là con có con nhà con là bị hỏng cái điện thoại, thế là con bảo không mua. Thế thì con bảo là không cứ đi mua, không biết còn đi thế lên suốt là thì con bảo bây giờ thì con mua thì người ta bảo có biết kẻ, thế con bảo thế thì thôi chứ con là 37 tháng rồi xuất suốt, thế thì là chứ không có kịp rồi đấy. Thế con phải con nghe thì tự nhiên là thế còn Chúa Giêsu Chúa ban cho gia đình nhà mình không biết bao nhiêu họ con mà mù quáng lại không biết nhận ra. Thế thì con dài nhớ con mới bảo là thế nào con đi làm tự do Chúa không, thế con bảo không có nghe đi ngay. Thế là con mới gọi xe, thế là sẵn sàng là gia đình nhà con đi tắt. Thế thì là con đây mua mấy sao thức không ngủ được. Thế thì nhà con biết đây, con bảo thế không ngủ được thì lại viết thư đi gửi cho cha, không nhớ mai con bảo cha. Thế thì đầu tiên là nhà con viết thư là chỉ có cầu nguyện cho đứa con, hai đứa con râu của con cũng là đứa con mới, và một đứa con rể con là đứa con cũi, nhưng mà con cũng uống rượu chè 10 năm nay rồi. Thế cho nên con bảo không, thế không được, chứ bên đâu bên ngoài người ta là còn nhiều vậy là các cháu rồi các con rồi tất cả đều đồng đều hoàn nhiều mẫu đạo mới lắm mới theo đạo thì như thế không được. Thì là con lại biết lại thì con đổ là khỏe xin Chúa Đức Mẹ ơn thánh là ban cho những người tội lỗi được ăn năn trở lại của Chúa, và những người chưa biết Chúa thì biết có sáng lên, và những người ốm đau bệnh tật thì được sống khỏi, thì Chúa ban cho gia đình mình nữa. Thế thì lập tức là mùng 4 tháng 8 là con đi lễ ở thờ Sao Mai ấy, thì đi hôm thứ 7. Thế thì đến hôm thứ 5 là Chúa đã sắp xếp và Chúa đã ban cho gia đình con là có cái đứa cháu và anh trai con ở Bình Phạm Viên. Thế có cái cháu là ốm lắm, chứ cháu là bạch cầu mà cháu. Cháu đã đi tiếp máu 4 lần rồi, thì cháu con nó không cho chúng con biết, mà nó chỉ gọi cho em nó là tôi quyên góp tiền để cho anh chứ bác. Thì con trai con nó mới ra nó bảo con, thì con bảo về dùng cái này thì lập tức mà không biết cháu thế nào thì con mới gọi điện cho cháu còn bình luận đấy. Là lập tức là tình hình như thế nào thì cái cho con nghe. Dạ, thưa cha, con bạch cầu dài kỳ cấp. Nên bây giờ trước mắt là con lên con làm tiếng với Chúa và con tạ ơn Chúa và cho con được gặp lại gia đình con trong hai mấy năm, và con bỏ đạo giờ gặp được lại những gì và chú con và dòng họ con là đây. Giờ chú gì khi con ra đạo lại và con tạ ơn Chúa trước mắt là tạ ơn Chúa phần đó giúp đỡ cho gia đình con, và chú phần thứ hai nữa là không có biết gia đình con trong bao nhiêu năm. Vâng, dạ, 24 năm. 24 năm, 24 năm không gặp được gia đình. Lòng Chúa thương xót đã đưa người con này trở về với gia đình và tu cử với gia đình sau 24 năm. Rồi 30 năm con bỏ đạo.
thì con bỏ đi ngày đó thì con cũng không đi làm ăn xa nên con cũng không có người chăm sóc và cũng không người nói gì để con đi cho đạo theo nên con trở lại đến Chúa và giờ lòng người kính sợ Chúa nên kéo lại con đi Chúa và con tới bây giờ bệnh đau con giờ cũng giảm được 70% rồi nên là bây giờ con tới làm chứng với Chúa và tạ ơn Chúa và cha và đồng đoàn. Một người con 27 năm, 27 năm lạc mất gia đình, cũng là 27 năm lạc mất Chúa. Chúng ta thấy Chúa kiên nhẫn đợi chờ lặn lội đi tìm con trên mặt. Phát trên bay đưa về, không những là đưa về trong lòng thương xót của Chúa mà còn đưa về với gia đình của mình nữa. Chúng ta thấy một cái điều quá sức kỳ diệu, quá sức lạ lùng mà đôi khi ta không nhận ra, đôi khi ta không nhận ra và có khi nhận ra rồi ta không dám mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa. Ngày hôm nay Phao-lô nói với Timôthê rằng anh đừng ngại ngần, đừng sợ hãi khi phải lên làm chứng cho Chúa của chúng ta và đồng lao công khổ để loan báo tin mừng. Lạc lùng đến tận đây đó là đồng lao công khổ để loan báo tin mừng, loan báo tin mừng bằng cách làm chứng cho tin mừng. Cái lời loan báo tin mừng mạnh nhất, hiệu nghiệm nhất, hiệu quả nhất là lời làm chứng cho tin mừng. Người con của Chúa sau 24 năm làm mất gia đình, sau 24 năm làm mất Chúa đã quay trở về với một căn bệnh rất là nặng mà hôm nay Chúa đã chữa cho được 70-80%. Hôm nay đến đây để tạ ơn Chúa. Con có lời gì muốn chia sẻ với những người mà họ đã bỏ Chúa 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm để họ được nhận biết ơn của Chúa và quay trở về như con? Thì con cũng muốn tạ ơn Chúa vì cái điều đấy mà giờ con kêu con cũng khuyên đi sai Chúa rồi thì mau quay về với Chúa đi. Nhưng con có một điều quan trọng hơn nữa, con về bây giờ con dắt thêm một người theo đạo cùng với con nữa. Con xin cảm ơn ông bà. Đâu mời con đây con? Dạ có, dạ con. Quả là con. Có đây không? Dạ có, mà thôi cha cho thông cảm đi. Cho con mình con nói được rồi. Dạ vâng, con là đâu? Dạ, cho thông cảm đi. Thì đó đây thì không đi kìa. Thôi em lên đây. Rồi chúng ta cho người ta bắt tay để gặp gỡ kiếm là bỏ chạy. Thêm chị em, điều đặc biệt nhất là anh ta quay về và anh ta lại đưa thêm một con chia nữa quay về với Chúa. Còn lý do cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, chứ con theo đạo gì? Con Thị Sơn. Tên Mai Thị Sơn. Mai Thị Sơn. Dạ. Con người gì? Người dân tộc Hò. Người dân tộc Hò. Con có đạo gì? Con không có đạo gì hết. Rồi con bao nhiêu tuổi và làm gì ở đâu? Con là người nông, hôm nay 32, 31 tuổi. Sao con gặp anh chàng này? Thì con cũng biết nữa. Thì gặp thì có nhiều nó không? Con kia con mới đứng ở đây. Con trả lời tuyệt vời quá. Con yêu con mới đứng ở đây. Tuyệt vời với Dương Trang. Quá là sự tuyệt vời. Tôi hỏi một câu rõ ràng vui duyên. Nhưng mà em con không trả lời được rõ ràng. Quá là duyên dáng. Con yêu con mới đứng ở đây. Rồi con yêu con có theo đạo của anh ấy không? Cái đó chắc lấy người nào thì theo người đấy. Đúng, người nào theo người đó. Còn người con đã được chưa? Dạ chưa. Con đang là học tập. Dạ con đang học. Con đang học tập. Và hôm nay con đến gia đình tin mừng này đến với lòng thương xót Chúa. Con đã được nghe nói về lòng thương xót Chúa bao giờ chưa? Dạ con mới nghe đây có được 1 tháng thì con nói thôi. Rồi về con đến đây con thấy sao con nói cho mọi người nghe? Thấy rất là vui. Tại vì con cũng chưa thấy qua.
แล้วก็ผมใช้แต่อาจารย์ไม่ได้หนาวลงแหน่ไม่ก็ไม่กลับเรื่องเดาคือที่เราทำจะตัดเลยชุดรองได้คนแบบสั้นเยอะแบบนี้มีชุดเนี่ยเกิดจากเลยชุดรองใช่ไหมตามจำใหญ่ใหญ่เราคือเสื้อชุดเกิดไฮเดอร์ชิพอยดีนำแง่เนี่ยเกิดโควิดเกิดเรื่องนำมาเสือโตไอ้ไหวใจดิ้นชุดมือเสือก็พี่แบบจริงเชียวดาคือถูกไหมอ่ะคุณไปเข้าหน้ามาคุณรับไปก้อนพี่หมื่นมาพี่หมื่นมาเรียอะไรพวกนั้นก้อนตุ้งไทยวันพวกเดี๋ยวคุณบ่า có phúc lạ hơn mọi người nữ bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ tám hay ra đất mẹ Chúa rồi chúc cầu cho chúng con là trẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử Amen. Ai có cần chúc mừng vui không? Ai có cần chúc mừng vui thôi chú đi tặng cho cô bé rồi còn tặng cho cô bé một chút rồi cho bạn ấy hoàn thành cho cô bé. Đây, giờ tặng cho con chúc mừng vui nha. Vừa đọc kinh ký mừng là chúc mừng vui đó. Xin Chúa chúc mừng cho chúng con. Con cảm ơn cha. Cảm ơn cái cửa hoa đó sao? Ơn ngài. Ơn ngài. Chào cha. Chào cha, ơn ngài. Yêu. Con cũng biết nói tiếng đó. Tại vì dân tộc của con á là dân tộc Hoa, nhưng mà khác tiếng dân tộc Hoa ở trên Tây Linh. Trên tàu của con ở trên bình thường nó là nó khác hơn. Đó, xin chúc mừng về chúng con, chúc mừng về Việt Nam. Tôi chào con đi với một người tôi giáo bạn cũng đi với con bạn của con nữa. Đâu được tôi giáo bạn thôi. Xin mời, trong một tràng pháo tay lên đây.